Chúng tôi ngồi lại với nhau để hướng dẫn các bạn làm video xử lý hoàn toàn xong về sản phẩm nhé. Đây là không gian tiểu cảnh nhà anh Giang Nguyễn Thất Hồng Nhung. Không gian rất là đẹp nhưng mà nó còn đang chiếu với sản phẩm đèn chiếu hát tiểu cảnh. Mô phỏng đây là chiếc đèn chiếu tiểu cảnh ở đây thì nó sẽ được thiết kế và lắp đặt ở phía dưới và chiếu rọi làm được soi sáng cái hệ thống tiểu cảnh của anh Giang. Nhưng mà rất tiếc là một khung cảnh rất là đẹp nhưng còn đang chiếu với sản phẩm này. Hành trình nếu không quan tâm thì hãy đến số 47 Lê Đường Hàm Nghi và sử dụng đèn để tư vấn và trang trí thêm trong không gian tiểu cảnh nó bừng sáng hơn. Cảm ơn.